Xin chào các bạn, đây là Jabra Elite 45H. Một cái sản phẩm mới, một cái chiếc tai nghe mới của thương hiệu Jabra. Cái chiếc tai nghe này vẫn chưa có được bán chính thức trên thị trường đâu. Và đây chỉ là một cái sản phẩm demo, một cái sản phẩm prototype mà hãng họ gửi cho Baka Shop mình để mình có thể trải nghiệm trước và thực hiện những cái video như thế này để chia sẻ đến các bạn. Và rõ ràng là trên chiếc hộp này nó cũng không có một cái thông tin, thông số kỹ thuật nào cụ thể cả, bởi vì chưa chính thức mà. Ở trên hộp các bạn chỉ thấy toàn là chữ X mà thôi, không có một cái thông số cụ thể nào cả. Và bây giờ mình sẽ mở hộp ha. Bên trong chiếc hộp này thì rõ ràng chúng ta đều biết đây là một cái sản phẩm demo, một cái sản phẩm thử nghiệm trước, nên là những cái món có trong hộp này chắc có lẽ cũng chưa phải là chính thức luôn. Và ở đây mình chỉ có một cái túi vải mềm như thế này, một cái dạng pouch để đựng tai nghe, và bên trong chỉ có tai nghe và một cái cáp sạc USB Type-C. Đây kiểu như là một cái combo gọn nhẹ để chúng ta có được cái trải nghiệm thực tế chiếc tai nghe này. Còn cái hộp chính thức thì có lẽ là nó sẽ có thêm những cái phụ kiện khác hoặc là những giấy tờ hướng dẫn sử dụng gì đó. Rồi, đây là những hình ảnh chính thức của Jabra Elite 45H. Và cái phiên bản mình đang cầm trên tay đó là cái phiên bản màu xanh navy. Ngoài ra thì nó còn có màu black titanium, màu black copper và một cái màu kiểu như màu kem, màu vàng nhạt, màu kem á. Rồi, Jabra Elite 45H là một cái phiên bản tai nghe được thiết kế on-ear, chú trọng vào cái vấn đề là gọn nhẹ, rất là thích hợp dành cho các bạn nữ. Trái ngược với lại chiếc 85H, đó là cái chiếc tai nghe full size và được tích hợp khả năng chống ồn chủ động để mà hãng Jabra họ cạnh tranh trực tiếp với những cái đối thủ như là Sony WH-1000XM3, Bose NC700 cũng như là Sennheiser Momentum Wireless. Và 45H, còn 45H thì chỉ là một chiếc tai nghe on-ear đó các bạn ha, rất là gọn và rất là nhẹ. Màu sắc thì rất là sang trọng, Jabra, những cái màu sắc của tai nghe Jabra đều rất là tinh tế. Thì trước khi thực hiện video này thì mình có search Google để mà mình tìm kiếm thêm về những cái thông tin sản phẩm. Thì hiện thì cũng chưa có nhiều thông tin lắm. Mình đã xem qua những cái trang tin tức về chuyên về audio thì họ cũng có được những cái thông tin cơ bản, mình nghĩ là hãng Jabra họ tiết lộ chút xíu để người dùng có thể hình dung được chiếc tai nghe này. Đó là những cái thông tin về thời lượng pin. Jabra 45H sẽ có khả năng hát liên tục lên tới 40 tiếng đồng hồ. Đi kèm theo đó là khả năng sạc nhanh 15 phút, sạc 15 phút các bạn sẽ nghe được 8 tiếng. Và cái màn loa, cái driver bên trong có kích thước là 40mm. Và cuối cùng điều quan trọng nhất, giá bán thì Jabra Elite 45H có giá bán dự kiến là vào khoảng $99, tức là tầm hơn 2 triệu đồng một chút xíu. Rồi, nói về thiết kế chiếc tai nghe thì nó cũng nhìn thì nó cũng hao hao tương tự như là 85H các bạn ha. Vẫn là một cái gọng headband trên này được bọc cao su và đệm rất là êm. Cái thiết kế cũng là những cái gọng có tí xíu về uốn lượn như thế này, nhìn rất là tinh tế, rất là đẹp. Ở trên tai nghe thì bên cái ear cup bên phải thì nó sẽ có 3 nút bấm, bao gồm 3 nút bấm cơ bản, đó là play, pause, nghe gọi, tăng giảm âm lượng, qua bài, vân vân. Ở đây sẽ có, ở dưới sẽ có là cổng sạc USB Type-C cũng như là cái nút nguồn và tích hợp nút nguồn và nút theo Bluetooth luôn. Ngoài ra thì chiếc tai nghe này còn được trang bị một cái nút riêng để mà các bạn có thể gọi trợ lý ảo như là Siri, Google Assistant chẳng hạn. Như vậy là trên Elite 45H hoàn toàn không có cổng 3.5, bởi vì mình nghĩ là nó cũng không cần thiết lắm, bởi vì cái thời lượng pin của nó kinh khủng đến mức 40 tiếng. Thì cái chi tiết này làm mình gợi nhớ về cái chiếc tai nghe, để mình xem nào, chiếc Sony XB650. Đó là một chiếc tai nghe cũng thiết kế dạng on-ear như thế này. Cái ear cup nhỏ đặt ở trên tai và cũng thời lượng pin kinh khủng là khoảng chừng 30, cũng khoảng chừng 30-40 tiếng gì đó mình không nhớ. Và cũng không có cổng 3.5, bởi vì họ tuyên bố là cái thời lượng pin như vậy thì chắc chắn là chúng ta không cần cổng 3.5 nữa. Và có vẻ là Elite 45H cũng vậy, nó cũng không có cổng 3.5 và đi kèm theo đó là thời lượng pin lên tới 40 tiếng đồng hồ. Cái cảm giác đeo để mình đeo thử xem nào. Ồ, cảm giác đeo rất là thoải mái. Cái earbud rất là êm các bạn. Thường thì khi mà chúng ta nói về tai nghe on-ear thì mọi người thường lo sợ rằng sẽ đau cái vành tai các bạn ha. Bởi vì thiết kế on-ear thì cái tai nghe nó sẽ đặt bên trên cái vành tai của các bạn như thế này, nó sẽ ép vào vành tai. Còn on-ear nghĩa còn over-ear hoặc là full-size thì nó có nghĩa là sẽ chụp luôn cả cái vành tai của chúng ta. Cái earbud khi đó nó sẽ tựa vào trong cái khung hộp sọ của chúng ta như thế này. Còn thiết kế on-ear thì nó sẽ đè lên vành tai. Bởi vậy khi mà các bạn đeo những cái tai nghe on-ear á thì thường là khoảng một thời gian thì nó sẽ khá là ê cái vành tai. Thì
Elite 45H cho mình một cảm giác đeo, mình cảm thấy bây giờ mình đang cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì cái lực kẹp của nó không quá nhiều, cái lực kẹp của nó rất là nhẹ. Những cái tai nghe on-ear thì thường do là cái lực kẹp của nó áp lên trên hai cái bàn tay của chúng ta khá nhiều, đặc biệt là như hồi xưa mình có con AKG K420 á, cái bát của đó thì rất là mỏng, bát nó chỉ là dạng là bát mút mỏng thôi, nên là khi mà đeo vào cái bàn tay mình có thể cảm nhận được cả cái khung nhựa mà đỡ driver ở trong cái tai nghe á, và kèo đeo khoảng chừng nửa tiếng hồ là ê ẩm luôn hai cái bàn tay. Còn đối với những tai nghe on-ear thời mới hiện đại bây giờ thì cảm giác đeo rất là thoải mái, như cái con 85H này, cái gọng của nó rất là dẻo dai và cái lực kẹp của nó cũng rất là vừa đủ, hoàn toàn không có gây cảm giác đau tai, cảm thấy mình rất là êm và mình rất là ưng. Ok rồi, đó là những cái chia sẻ nhanh của mình về cái chiếc tai nghe Elite 45H này. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video clip này của mình. Các bạn nhớ bấm subscribe cũng như là bấm cái chuông để mà nhận được những cái thông báo ngay lập tức khi mà bọn mình lên video mới nha. Chỉ có ở Baka Shop các bạn mới được trải nghiệm những cái tai nghe chưa có trên thị trường như thế này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những cái sản phẩm khác.